Cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị nghi nhận 61,6 tỷ đồng chạy án. Lời kể của tài vụ xe tải chở dưa bị lật, 4 người tử vong ở Phú Yên. Vụ cháu ngoại đâm ông bà hơn 80 tuổi, cả hai nạn nhân đã tử vong. Cháu bé tử vong bất thường sau khi gửi tại nhóm trẻ gia đình. Hà Nội yêu cầu không tổ chức tour đến phố cà phê đường tàu Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án chuyến bay giải cứu, trong đó ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Được biết ông Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng để giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội tội môi giới hối lộ. Theo bản kết luận, trong vụ án, ông Tuấn không có chức năng nhiệm vụ trong việc điều tra xử lý do Bộ Công an thụ lý. Tuy nhiên, vì có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng, Cựu trưởng phòng điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nên ông Tuấn đã trở thành cầu nối giúp cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc công ty du lịch Bầu trời xanh và công ty cổ phần Travel Sky và Lê Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc công ty du lịch Bầu trời xanh không bị xử lý hình sự. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 Cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội đã nhận lời là trung gian nhận tiền từ Hằng, sau đó ông Tuấn liên hệ, gặp gỡ, tác động và đưa tiền cho Hưng để lo cho Hằng và Sơn. Kết quả điều tra xác định, cựu thiếu tướng công an đã nhận tổng cộng 2,65 triệu đô la Mỹ từ Hằng. Số tiền này, ông Tuấn khai nhận đã sử dụng 400.000 đô la Mỹ, còn lại đưa cho Hưng. Tuy nhiên, kết luận điều tra cho biết chỉ có căn cứ xác định Hưng nhận 350.000 đô la Mỹ và cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022 và 450.000 đô la Mỹ vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022, tổng là 800.000 đô la Mỹ từ ông Tuấn. Vì vậy, số tiền 1,45 triệu đô la Mỹ còn lại, Bộ Công an cho rằng ông Tuấn phải chịu trách nhiệm cùng với số tiền đã chi tiêu cá nhân. Với hành vi trên, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố tội môi giới nhận hối lộ theo điều 365 Bộ luật hình sự với số tiền môi giới là 2,65 triệu đô la Mỹ tương đương gần 61,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Bộ công an đánh giá ông Tuấn thành khẩn khai báo, góp phần giúp cho cơ quan an ninh điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Ngoài ra, gia đình của ông Tuấn cũng đã nộp 460.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Mặc dù đã nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả, nhưng những hành động của ông Nguyễn Anh Tuấn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người cán bộ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ án chuyến bay giải cứu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Liên quan tới vụ lật xe chở dưa hấu khiến 9 người thương vong ở Phú Yên, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì mới đây, vụ xe chở dưa bị lật đã tỉnh táo trở lại. Mặc dù vẫn chưa hết hoàng hồn khi nhớ lại vụ việc, nhưng theo lời kể của nam phụ xe, trước khi xe tải lao vào vách núi đã mất phanh nên tài xế xe chở dưa đã quyết định lao vào vách núi với hy vọng người trên xe sống sót. Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, phụ xe Nguyễn Long Giang, 35 tuổi, trú tại Quảng Bình, một trong năm nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn chở dưa hấu lao vào vách núi ở Phú Yên. Người đầy những vết thương vẫn chờ hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút gặp nạn. Theo anh Giang, khi xe rời khỏi địa điểm bốc dưa là gần tầm 7 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 4, trên xe chở khoảng 20 tấn dưa. Quá trình chạy xe hoạt động bình thường nhưng gần đến km 3 700, tỉnh lộ 643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, đoạn vừa xuống đoạn dốc, xe có dấu hiệu hỏng phanh. Lúc này anh Giang đang ngủ ở chiếc giường tầng phía sau tài xế Hoàng Ngọc A thì nghe thấy tiếng hét lớn của anh A nên choàng tỉnh dậy. Lúc này chiếc xe đang lao dốc với tốc độ nhanh dần anh giang vội lao xuống cố kéo phanh tay của xe nhưng không hiệu quả nhiều người xung quanh bắt đầu hoảng loạn la hét tài xế cố gắng điều khiển qua hai khúc cua cố tránh tông vào vách núi với hy vọng tìm được đường lánh nạn được khoảng một km phanh xe lúc này đã tê liệt hoàn toàn xe bắt đầu lao càng nhanh hơn đến khúc cua dốc xúc tại km 3 700 tỉnh lộ 643 thuộc thôn Phú Long, tài xế thấy một bên là vực thẳm, một bên là núi nên nói với mọi người trên xe là phải đâm vào vách núi mới hy vọng người trên xe còn sống sót. Trước khi tai nạn xảy ra, anh Giang run bần bật, tâm trí hoảng loạn, thấy mọi người la hét nên anh càng rối hơn. Khi xe vào vào vách núi thì ngất lịm đi. Anh Giang kể, trước khi xe đâm vào vách núi, mọi người trên xe đều hoảng loạn, la hét. Tôi đóng phanh tay lại nhưng chẳng còn tác dụng gì. Tôi nghĩ sẽ không có cơ hội sống khi sự việc diễn ra quá bất ngờ. Đây là chuyến xe đầu tiên tôi theo vụ xe này. Nói về việc chở 9 người trên cabin, bao gồm cả tài xế, anh Giang nói lúc đầu chỉ chở bà Bùi Thị Hòa là người nhà của chủ dưa. Nhưng sau đó, nhiều người bốc dưa xin đi nhờ xuống quốc lộ 1 để đón xe về nhà. Lúc đầu, tài xế Hoàng Ngọc A không đồng ý, nhưng những người này năn nỉ nên anh A đồng ý. Anh Giang kể, tôi cảm thấy may mắn khi sống sót nhưng quá đau buồn khi nhiều người trên xe thiệt mạng. Tài xế đã chọn phương án lao vào vách núi nên còn sống được 5 người, chứ lao xuống vực sâu thì chắc không còn ai. Bên cạnh những nạn nhân sống sót, gia đình các nạn nhân đã tử vong cũng đã vào bệnh viện để lo thủ tục đưa người thân về nhà. Nỗi thương đau bao trùm lên toàn bộ gia đình các nạn nhân gặp nạn. Đáng thương thay cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Lĩnh, một trong bốn nạn nhân tử vong. Được biết, anh Lĩnh là trụ cột chính trong gia đình có ba người con và bố mẹ già. Vợ anh khóc nghẹn khi tới bệnh viện. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bệnh tật, con còn nhỏ nên anh Lĩnh phải ngày đêm đi làm để có tiền chăm lo cho vợ con. Thế nhưng, cuộc đời nghiệt ngã đã khiến cho anh phải rời xa trần thế để lại người thân của mình. Anh Lĩnh được trở về nhà, bà con làng xóm nối tiếp nhau đưa anh về, khóe mắt đỏ hoe, thương xót cho một kiếp người hiền lành, chăm chỉ. Bố mẹ anh Lĩnh ngã quỵ khi biết tin con trai đã ra đi mãi mãi. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giờ người cha già chỉ biết ngồi ôm đầu để khóc thương con. Theo điều tra của lực lượng công an cho biết, thời điểm xe tải trong vụ tai nạn ở đỉnh đèo đạt vận tốc 58 km một giờ. Khi đến vị trí xảy ra tai nạn thì ghi nhận đạt 60 km một giờ. Đây là đoạn đường không có bảng giới hạn tốc độ. Cũng theo tượng tá Nguyễn Tâm Niệm, sau vụ tai nạn, Đơn vị có hồ sơ gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đề nghị đưa vị trí này vào danh sách điểm đen để có hướng đầu tư xử lý, khắc phục những bất cập nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Việc xảy ra tai nạn ở đoạn đường này không phải là lần đầu, vậy nên có lẽ việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường chưa được thắt chặt dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Mong rằng sau vụ việc tai nạn xe chở dưa, lực lượng công an sẽ chú ý đôn đốc việc đảm bảo cho các tuyến đường đồi núi. Thưa quý vị, liên quan tới vụ cháu trai sát hại ông bà ngoại hơn 80 tuổi, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, do vết thương quá nặng, ông ngoại của nghi phạm đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Đây là nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ án mạng xảy ra vào ngày 2 tháng 4 ở Hưng Yên, gây rúng động dư luận vừa qua. Liên quan tới vụ cháu sát hại ông bà ngoại trên 80 tuổi ở thôn Tạ Trung, chính nghĩa Kim Động, Hưng Yên, vào sáng ngày 4 tháng 4, Ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chính Nghĩa cho biết, ông Lờ đã tử vong vào lúc 22 giờ đêm qua, mùng 3 tháng 4 và đã được đưa đến nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để gia đình lo hậu sự. Trước đó bà MTH 81 tuổi, vợ của ông Lờ đã tử vong do vết thương quá nặng. Vào sáng ngày mùng 3 tháng 4, bà H cũng được người thân lo hậu sự tại nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Như thông tin, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tháng 4, tại nhà ông DQL Quy 85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, có tiếng hô hoán. Khi người dân sang đến nơi thì thấy ông L và vợ là bà Hát bị thương tích nặng, nghi do bị sát hại bằng vật sắc nhọn. Người dân và chính quyền địa phương đã lập tức đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Bà Hát sau đó đã không qua khỏi. Ông L trong tình trạng nguy kịch được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Theo lực lượng chức năng, nghi phạm trong vụ việc được xác định là Nguyễn Xuân Phú, sinh năm 1993, chú ở xã Chính Nghĩa, là cháu ngoại của ông L và bà Hát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Chính cho biết, từ cuối tháng 3, mẹ của nghi phạm mắc bệnh đang đi điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đến ngày 1 tháng 4, bố đẻ của nghi phạm từ Hưng Yên lên Hà Nội chăm vợ thì ở nhà xảy ra sự việc đau lòng trên. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Phú có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Liên quan tới vụ việc trên, chị Nguyễn Thị Mờ, 46 tuổi, hàng xóm của nạn nhân cho biết, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày mùng 2 tháng 4, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ của ông L, liền chạy sang nhà nhưng cửa cổng khóa. Tôi nhìn thấy cửa trong nhà ông L và bà H mở. Khi ấy, ông Thà, trưởng thôn Tạ Trung, đang ở bên ngoài cửa cổng trong tình trạng run sợ, không thể bấm điện thoại gọi cho công an xã. Thấy vậy, tôi liền bấm điện thoại cho ông ấy gọi công an khi công an xã đến tôi nhìn theo vào trong và thấy p đang dùng hung khí để sát hại ông l và bà hát hai ông bà nằm trên vũng máu ngay cửa nhà nhìn thấy cảnh đó tôi bùn rùn chân tay theo chị m không lâu sau khi công an xã đến thì p mở khóa cửa cổng cho các chiến sĩ vào rồi quỳ xuống và giơ hai tay chị m kể lại quan sát ở hiện trường tôi thấy ông bà l bị p gây ra nhiều thương tích ông l thì bị nhiều vết thương hơn vợ trong khi đó thì bà hát bị các vết thương rất nặng nên đã tử vong khi bị công an bắt và lập biên bản hiện trường, P liên tục đập đầu xuống nền nhà, nhưng mọi người đỡ nên không sao. Lúc ấy, P cũng không chống đối gì để các chiến sĩ công an đưa đi. Theo một số người dân sống quanh nhà nạn nhân, P từng nghiện game và hiện nay nghiện ma túy. Ngày thường, P không to tiếng với ai. Ngày 1 tháng 4, bố P phải đưa vợ lên bệnh viện ở Hà Nội để điều trị, nên có nhiều người đến trông P. Chị mời thông tin thêm, tối đó P không ăn cơm mà cứ lượn đi lượn lại trước mặt người trông nom và không nói gì. Đến khuya, P lẻn sang nhà ông bà ngoại rồi gây ra sự việc đau lòng. Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ. Người tâm thần được điều trị tại gia nhưng gần đây, tại một số địa phương trên cả nước, đã xảy ra không ít những vụ trọng án do người tâm thần sống trong cộng đồng gây ra. Phát hiện, ngăn ngừa đối tượng này gây án là một vấn đề không hề đơn giản cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó yếu tố then chốt nhất vẫn là gia đình. Chiều ngày 4 tháng 4, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Liên Triều Đà Nẵng cho biết đã tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ mặt trời nhỏ ở 34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Triều, sau khi vụ việc một cháu bé gửi tại đây có biểu hiện tím tái dẫn tới tử vong. Vào sáng ngày 3 tháng 4, chị Trương Thị Đê, chú ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Triều, gửi con là cháu LTTK, sinh năm 2021, tại nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ. Tuy nhiên, tới 15 giờ 20 phút cùng ngày, cô giáo gọi dậy sau giờ ngủ trưa nhưng gọi mãi không thấy cháu tỉnh, nên cô giáo đã gọi cho cha mẹ đến đón ca để đưa đi bệnh viện. Gia đình đưa cháu ca đi cấp cứu tại trung tâm y tế quận Liên Triều, rồi chuyển đến bệnh viện phụ sản, nhi, nhưng cháu đã tử vong. Gia đình cũng chia sẻ thêm, trong quá trình điều tra, khoảng 2-3 ngày trước đó cháu có sốt nhẹ vì mọc răng. Tuy nhiên, sáng thứ hai trước khi đến lớp, cháu không sốt, biểu hiện bình thường. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận cũng đã thăm và động viên gia đình cháu bé ông nguyễn thanh lịch trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận liên triều cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc hiện nhóm trẻ này đã tạm dừng hoạt động và tiến hành điều tra làm rõ sự ra đi bất thường của cháu bé là nỗi đau mất mát đau thương vô hạn của gia đình hy vọng cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để an ủi người thân nạn nhân tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo Thưa quý vị, mặc dù đã có lệnh cấm hoạt động phố cà phê đường tàu, tuy nhiên vẫn có nhiều người tìm cách né rào chắn để vào khu vực đường dây uống cà phê chụp ảnh. Trước tình hình trên, mới đây Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không tổ chức tour đưa đón khách đến khu vực cà phê đường tàu, đồng thời thanh tra sở sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản số 301 gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn, an ninh giao thông đường sắt đối với khách du lịch theo các phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh của địa phương, hiện nay có rất nhiều du khách tới khu vực đường tàu thuộc địa bàn phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm để tham quan và chụp ảnh. Một số đoàn khách du lịch được các xe đưa đến và tập trung tại khu vực chốt trực chắn số 5 Trần Phú, gây ách tắc giao thông, mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và gây áp lực cho các lực lượng bảo vệ hành lang an toàn đường sắt. Vì vậy, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, tuyên truyền, khuyến cáo du khách, đặc biệt là các khách nước ngoài, không đến tham quan, chụp ảnh, uống cà phê, giải khát tại các khu vực đường tàu thuộc tuyến đường sắt Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm và Ba Đình. Đồng thời, các doanh nghiệp không tổ chức tour đưa đón khách đến các khu vực cà phê đường tàu để đảm bảo an ninh an toàn cho khách khi tham quan du lịch tại Hà Nội. Sở du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Thành tra sở sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, theo nghị quyết được Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022 thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Cùng với đó, mức đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng theo đáng kể khi áp dụng lương cơ sở mới. Theo quy định hiện hành, cán bộ công chức thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với từng loại bảo hiểm, cán bộ công chức sẽ phải đóng với mức tương ứng. Cụ thể Cán bộ công chức đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo khoản 1 điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cán bộ công chức đóng bảo hiểm y tế bằng 1,5% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo điểm a khoản 1 điều 13 Luật Bảo hiểm y tế và khoản 1 điều 7 Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ. Như vậy, hàng tháng, cán bộ công chức phải đóng bảo hiểm với tỷ lệ 9,5% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của mỗi người. Tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng được đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua cơ quan, đơn vị, tổ chức, nơi cán bộ công chức làm việc. Cán bộ công chức là những người hưởng chế độ tiền lương do nhà nước quy định nên theo khoản 1 điều 89 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của cán bộ được xác định như sau. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ công chức bằng tiền lương theo ngạch, cấp, cấp bậc quân hàm cộng các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Trong đó, tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm bằng hệ số lương nhân mức lương cơ sở. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa của cán bộ công chức bằng 20 nhân với mức lương cơ sở. Người nào có thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì cũng chỉ tính đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối đa là 20 lần mức lương cơ sở. Cơ hội đã thông qua việc tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng một tháng thành 1.800.000 đồng một tháng kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ở khu vực nhà nước cũng tăng theo. Để nhằm tăng cường thuốc cho các trạm y tế, mới đây Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai đấu thầu tập trung mở rộng hướng về y tế cơ sở. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế mở rộng danh mục thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dành cho các trạm Sáng ngày 4 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở này sẽ triển khai đấu thầu thuốc tập trung thay cho các trung tâm y tế quận huyện tự đấu thầu. Tháng 3 vừa qua, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế đã tổ chức đoàn đánh giá tình hình cung ứng thuốc tại các trạm y tế trên địa bàn. Đối với các trạm y tế đã được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Kết quả khảo sát cho thấy có sự khác biệt rõ về số loại thuốc được cung ứng đến các trạm y tế. Sự khác biệt này tùy thuộc vào năng lực đấu thầu của các trung tâm y tế quận huyện có thể chia làm các nhóm như sau. Các trung tâm y tế hai chức năng Cần Giờ, Quận 3, Quận 5 và Quận 10 có năng lực tự đấu thầu và cung ứng tương đối đủ thuốc cho các trạm y tế. Các trung tâm y tế có hoạt động khám chữa bệnh ban đầu khá ổn định, Tân Phú, Cần Giờ, Tân Bình, Gò Vấp đã cung ứng được tương đối đủ thuốc cho nhu cầu. Hầu hết các trung tâm y tế còn lại đang gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc về nguyên nhân khó khăn trong công tác cung ứng cho trạm y tế đoàn khảo sát ghi nhận một số trạm y tế do người dân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm còn ít nên nhu cầu sử dụng thuốc không nhiều. Đồng thời, năng lực thực hiện mua sắm đấu thầu thuốc của trung tâm y tế còn yếu và khó khăn trong dự báo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong quá trình củng cố hệ thống y tế cơ sở sau đại dịch. Do đó, Sở Y tế kiến nghị cần mở rộng danh mục thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế, nhất là các thuốc điều trị ngoại trú cho các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi mãn tính hay ung thư. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 20 năm 2022 về danh mục và tỷ lệ điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Nhiều thuốc đã được bổ sung, tuy nhiên vẫn còn một số thuốc cần thiết cho nhóm bệnh hen phế quản và COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vẫn chưa có trong danh mục thuốc dùng cho trạm y tế. Sở Y tế tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế sớm mở rộng danh mục thuốc cho nhóm bệnh này. Sở đang đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép bổ sung các thuốc dùng tại trạm y tế vào danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay thời tiết một số nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ đang có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, khoảng ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 4, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh gây mưa rào và rông rải rác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày mùng 6 tháng 4, một đợt không khí lạnh có khả năng tràn xuống nước ta do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ đêm ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 4, miền bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 6 tháng 4, trời chuyển mát, nền nhiệt giảm sâu so với hai ngày trước đó. Trước khi đón không khí lạnh, trong ngày mùng 5 tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm sương mù, sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ trong ngày mùng 5 tháng 4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 55%. Thủ đô Hà Nội trong ngày mùng 5 tháng 4 Trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Từ đêm ngày mùng 5 tháng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4, khu vực này có mưa rào và rông, trời chuyển mát nên nhiệt giảm với nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trong ngày mùng 5 tháng 4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Từ ngày mùng 6 tháng 4, nắng nóng giảm dần. Dự báo từ chiều tối và đêm ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 4 do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nửa tháng 4, không khí lạnh hoạt động giảm dần. Nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Mùa hè năm nay đến sớm và có khả năng khốc liệt hơn so với trung bình nhiều năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!